Em Thiện này, xin chào toàn thể các bác đã đến với vườn lan xứ Mường của em ạ. Thì hôm nay vườn lan của em đã chuẩn vừa bắn xong cái khu mới này, thì em quay mời toàn thể anh chị em cùng ngắm và cũng có thể là tham khảo qua cách làm giàn của bọn em nhé cả nhà nhé. Thì em mời cả nhà cùng ngắm qua cái giàn của em. Giàn của em thì bắc qua suối, thì nó hơi hơi tốn sắt về cái khâu bắc qua suối này, nhưng mà bọn em lại tận dụng được cái mảnh đất này các bạn để làm được cái vườn lan. Thì cái nọ nó bù cái kia thì cũng gần như là hòa nhau. Và cái thì nói chung là nếu mình nuôi được ở trên cái mặt đất ấy, thì mình chăm sóc nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà bọn em nuôi ở trên cái dòng suối này thì bọn em phải tốn sắt hơn thì mới có thể đi lại để chăm sóc để cho cái vườn lan của mình đẹp nhất nhé các bác nhé. Đây anh em có thể thấy cái khu bên trên là em đã lập xong lưới và có một ô em lập tấm nhựa là 6 mét ở giữa giàn. Ở nhà nhé, ở giữa giàn thì đây em có hệ thống của em là có 3 cái đường đi. Giàn này của em là dài 27 mét nha cả nhà nhé. Thì hệ thống đường đi của em là 3 đường đi ngang. Đầu này, chỗ này là một cái đường ở giữa này cả nhà này. Và xa xa bên cuối kia là một cái đầu, một cái đường nữa để khi mình đến đấy mình cua và quay đầu đỡ phải đi ngược lại. Và bên kia cũng thế nhé cả nhà nhé. Như anh em có thể thấy đây là bên trên là lưới của em là lập lưới bằng cắt nắng 65%. Đây ạ. Thì hai bên em dàn của em là dàn bắn tính cả đường đi là rơi vào 6m4. Thì bọn em bắn thò ra mỗi bên là 1m2 từ kênh thanh treo tiền đạo ra để làm sao cho cây lan của mình nó phát triển được tốt nhất nhé cả nhà nhé, và tránh được ánh nắng vừa đủ độ để tránh được ánh nắng. Đây là hệ thống đường tưới của bọn em. Hệ thống tưới của bọn em thì bọn em đã lắp vòi tưới quanh vườn cả nhà nhé, lắp quanh vườn, có thể là mình đi đến đâu mình có thể là tưới được đến đấy thì sẽ không mất thời gian đi lại của mình. Còn anh em các bác có thể thấy đây là một lớp lưới trắng em căng là lưới trắng 70 với phổ rộng là 70%. Thì em căng vòng quanh giàn thì với cái căng cái lớp lưới trắng này thì nó sẽ giúp cho em là những cái giò lan của em sẽ tránh được ánh nắng trực tiếp các bác nhé, tránh được ánh nắng trực tiếp nó dọi trực tiếp vào. Đôi khi là mùa này nắng nóng rất là nguy hiểm thì các bác có thể là tăng cường cho em một lớp nước lưới trắng này để sau này bọn em cũng có thể như kiểu các bác có thể là căng có thể là cho những hàng tiền đạo lên đây thì ánh nắng mặt trời nó sẽ phải qua một cái lớp lưới thì nó mới dọi được trực tiếp vào để có thể là ngăn cản cái ánh nắng đấy, nó giảm thiểu dọi thẳng vào cây lan của mình. Và cũng không nên lập bằng cái lớp lưới ấy nhé cả nhà nhé, lưới cắt nắng nhé, bởi vì là đôi khi là những cái này trời nắng thì có tác dụng là rất là tốt, nhưng mà nếu như mà trời râm ấy thì nó vẫn cứ thông thoáng, cây nó vẫn ăn nắng theo cái hướng này, nó sẽ rất khỏe. Chứ nếu như mình cắt nắng 70%, căng một lớp cắt nắng khoảng 65-70% thì nó sẽ cây của mình mà trời râm nó sẽ ăn ngóc đầu lên ấy, cả nhà, thì nó sẽ xấu cây. Đây em mời các bác cùng ngắm, đây em mới treo được một số giò ra thôi, còn một số thì em đang để ở trong vườn trong. Và bây giờ em Thiện đang tiến hành là bắn thêm một khu nữa là để khu để nuôi những dòng mặt hoa nhé cả nhà nhé, đang tiến hành bắn nuôi những dòng mặt hoa. Thì đây anh em có thể thấy giàn này của em là giàn bên này là bọn em giải sạp cả ba cái sạp này để nuôi kỳ vụ tới. Nuôi kỳ vụ tới thì hai cây em đang treo ở bên dưới này là sau này là khi kỳ của mình đã đến vào tầm khoảng tháng 9 tháng 10 là bọn em sẽ cho ra để ăn nắng để cho kỳ béo nù và đẹp nha các bác nhé. Còn bên này của em là treo những cái chậu kỳ nào đang chuẩn bị lớn, nghĩa là đang lớn, bọn em sẽ treo ở đây, treo hết ra đây để làm sao anh em có thể là đến mua thì nó có một hẳn một lô như thế nào nó thuận tiện nhất để cho anh em chọn lựa nó dễ nhất. Đây là bên dưới này em giải hết bằng cây 14 này cả nhà này, giải hết bằng cây 14 này ngăn ngừa trộm chiếc phòng người. Nhưng khi đi lên thì bây giờ bọn em đã lắp hết cả hệ thống báo động, thì bây giờ là nếu như lúc nào cũng có điện thì không bao giờ buổi tối không bao giờ lo là anh em sẽ tiếp cận vào tới giàn của mình. Đây nhé cả nhà nhé, để em mời anh em. Còn khu này là khu tấm nhựa thì anh em có thể là thắc mắc là khu tấm nhựa này của em sao chỉ lập có mỗi một góc mà không lập hết cả vườn, thì bọn em nuôi nuôi thân lá ấy cả nhà,
nuôi thân lá thì càng ăn nước mưa thì cây lan nó sẽ càng to khỏe và đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi là ăn nước mưa thì tỷ lệ thối và thối nõn, thối đầu lá nó sẽ cao hơn một chút. Thì bọn em lập cái tấm nhựa này thì khi nào có cây nào mà không may nó có một chút hiện tượng là bọn em sẽ chuyển luôn vào đây. Em sẽ chạy luôn vào đây thì đỡ phải mất thời gian đi lại của em nhé cả nhà nhé. Đây ạ, đây là khu này thì có một khu một ô bọn em lắp bóng điện, đây là ngồi trực tiếp trên này giải chiếu để live stream và nói chuyện trực tiếp với các bác. Đây là cả nhà này, lớp lưới trắng này của em đấy. Nếu như anh em có thể thấy là trời này là buổi chiều và ánh nắng nó sẽ rọi thẳng vào đây, nhưng mà qua cái lớp ngăn cản của cái lớp lưới này thì nó không rọi rọi được trực tiếp vào cái mầm lan của mình đang phát triển, thì nó không bao giờ lo bị cháy bị táp cái đầu ngọn của mình. Anh em có thể thấy đây, tất toàn bộ là lớp lưới trắng này. Đây, hệ thống đường tưới của bọn em là có lúc nào cũng có sẵn như này luôn. Đấy, em mời các bác cùng ngắm qua cái vườn của em. Còn đây là ở đây có một cây thanh treo. Một cây thanh treo này thì bọn em sẽ, anh em có thể thấy là cái cây thanh treo này của em là đang nằm ở trong giữa giàn. Trong giữa giàn này thì bọn em sẽ nuôi những cái cây mà đứng, cây để phát triển đứng nha các bác nhé. Nghĩa là cây sẽ phát triển lên thẳng. Còn bây giờ em đang treo tạm những cái chậu này lên thì lên đây, bởi vì vừa căng lưới xong thì mai em sẽ cho ra ngoài kia, treo ra ngoài ria để cho cây nó ăn nắng và phát triển khỏe mạnh nhất. Và những cây ở trong đứng này thì anh em có thể nuôi ăn đứng thì không bao giờ sợ nó xoay lá hay là vẹo lệch quặn lá, thì phải nuôi ở trong giữa giàn các bác ạ. Thì cái đường này của em này, đây là các bác này, mùa này nước nó sẽ rất là mát, hệ thống gió lúc nào nó cũng mát, mát hơn rất là nhiều. Và mới nữa đến mùa nước lũ thì em sẽ quay cho anh em xem nước lũ nó lên tới cái tầm nào và rất là nguy hiểm nữa cả nhà nhé, rất là nguy hiểm. Hôm vừa rồi thì em hàn nguyên cái thành dầm 36 này thì nó chạy thì nó hơi yếu nên em mới gông thêm, em mới lấy về và em hàn em gông thêm. Còn đây là một, mấy nữa em sẽ để ki ra như thế này cả nhà, em sẽ giải sạp ra để ki, những cái chậu ki nào trồng ra đâu em sẽ cho ra đến đấy, trồng ra đâu thì em sẽ cho ra đến đấy nhé các bác nhé. Thì anh em có dịp qua vườn lan xứ Mường của em thì mời toàn thể các bác qua vườn của em chơi cùng ngắm nhé. Thì đến cuối năm nay thì thân lá nó sẽ rất là đẹp, bởi vì bây giờ là đầu đầu mùa, những cái thân khúc này mà em đang cắt thì mầm gốc nó lên thì giờ nó đang phát triển bình ổn đều, chưa có những mầm to đẹp lắm, thì chắc là phải đợi cái đợi đến tầm cuối năm nó sẽ rất là đẹp và có những cây phi 25, 30 để mời toàn thể các bác cùng ngắm ạ. Đây anh em thể thấy xem qua cái dòng lá mít đông lai, dòng lá mít đông lai là một trong những dòng siêu kỳ. Với hai thân thế này mà kích được 18 kỳ cả nhà. Rất là đạt kỳ. Còn những cái dòng mít phong vũ này, đối với những cái thân nhỏ nhỏ già già này bây giờ đang ra là tỷ lệ ra hoa cũng cao. Nói chung là nói thật với các bác là bây giờ nếu mà nói về kích kỳ ấy, thì gọi là trăm hay không bằng tay quen, nhưng mà dựa trên vận may là chính, chứ còn không anh em là nói to nói tài được. Bởi vì tất cả các cây phi điệp của mình nó tự theo nguyên lý của từng cây, nó theo nguyên lý của từng giống, có giống nó sai hoa, có giống nó siêu hoa, có giống nó siêng kỳ. Thì nếu như mình kích vào cái giống siêng kỳ ấy, thì mình sẽ ăn được rất là nhiều kỳ. Còn nếu mà kích vào cái giống siêu hoa ấy, thì mình chỉ có ra hoa thôi. Cho nên là nói thật với các bác là cũng không ai có thể nói tài được, không ai có thể nói giỏi được, trừ khi là những cái cây nào mình có thể là kích quen hàng ngày, có nhiều cái giống đấy mình quen và mình am hiểu nó thì mình có thể là kích được. Chứ còn nếu với những cái cây lạ, cây mới mà mới đem về rừng được mà anh em bảo tự tin là kích ra ki hoặc là tự tin là kích ra hoa thì đôi khi là cái đấy là cũng hơi tự tâng bốc mình nhé cả nhà nhé. Nó phải dựa trên là siêu ki hay là siêu hoa. Có những cái dòng như kiểu dòng cửu long cao phong thì em nói thật với các bác giờ chưa có một anh em nào có thể nói ta là kích được ra toàn ki cả. Mà nếu như mà nói về kích ra toàn hoa thì đa số là các anh sẽ ra được hết. Còn giống như kiểu dòng năm cánh trắng HU thì là dòng cái dòng siêu kỳ thì anh em nào cũng tự tin là kích 10 mắt là lên 9 kỳ. Đấy. Anh em nào cũng có thể tự tin. Giống như kiểu dòng nữ hoàng 28 này thì bọn em kích kỳ lên rất là đều. Nó cũng là một trong những dòng vừa siêu hoa vừa siêu kỳ, nhưng được cái là cái giống này bọn em có nhiều. Bọn em am hiểu về cái nguyên lý của nó là bọn em sẽ kích quen rồi. Bọn em sẽ khác thì nó sẽ khác đi một chút. Nhá cả nhà nhá. Thì là dòng mít đông lai bọn em có nhiều, mít phong vũ bọn em có nhiều, thì những cái dòng đấy bọn em kích thì bọn em tự tin hơn là những cái giống khác.
Đấy, thì anh em có dịp qua Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình thì mời toàn thể các bác qua vườn em chơi nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.